Đây là trò chơi vương quyền của thế giới động vật với những mưu mô xảo quyệt của người xấu, như cấu kết với kẻ địch đánh bại triều đình, lập mưu tiễn hoàng huynh về miền cực lạc, lập mưu đưa hoàng tử vào chỗ hiểm, tốn công tốn sức kế vị ngai vàng. Hoàng tử bị đuổi đi dành cả thanh xuân chơi bời với một con chôn lùi và một con lợn lòi. Nhưng tao là chân mệnh thiên tử, tao được phân vai người tốt trong phim, nên là chỉ cần sách đít quay về, khơi khơi cũng chiếm lại được ngôi vua. Simba, vua sư tử. Câu chuyện bắt đầu khi mặt trời chọc những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá. Trên thảo nguyên, muôn loài bắt đầu tụ hội lại ở trên một mỏm đá thòi ra như landmark 81. Chễm chệ trên đó là Mufasa, vua của muôn loài, chiến thần của họ hàng sư tử, vinh danh là con sư tử khỏe nhất phim vì có cả dàn harem tận 8 con sư tử cái. Một con khỉ đầu chó đến sờ đầu Mufasa và tiến đến chỗ nhân vật chính vô dụng của phim Simba, con khỉ bứt đám rễ, trên tay phọt ra làn khói hồng, kẻ một đường lên trán sư tử con, rồi sau đó bế ra phía mỏm đá, tuyên cáo cho thiên hạ thái tử đã ra đời. Muôn loài ở dưới bắt đầu nhảy nhót ăn mừng cho sự ra đời của một con thú săn mồi sẽ ăn thịt chúng lẫn cả lò nhà chúng. Những tia nắng xuyên qua đám mây soi dạng cái tương lai cả vương quốc trong tay con khỉ đầu chó. Trong khi cả muôn thú háo hức nhảy nhót thì một con sư tử ngồi vờn chuột trong một cái hang, nhìn hơi hèn nhưng dáng thì chắc chắn là người hoàng tộc. Lúc này Zazu, chim của Mufasa đến kêu sư tử hèn đến diện kiến đức vua. Con sư tử hèn Scar thì không thèm quan tâm, thứ mà nó cần là chim của Mufasa. Tất nhiên là vị vua không thể để con chim của mình bị con đực khác vồ. Nó tiến đến trách Scar không đi ra ăn mừng chào đón Simba. Kiểu đoạn này giới thiệu Scar là em trai nhà vua, luôn hướng tới vị trí ngai vàng và mẹ Simba. Nhưng tướng tá hơi nghiện nên là không đánh lại được anh trai. Thế là buồn đời đi thuê chung cư ở riêng, bỏ qua Scar. Màn đêm buông xuống, chúng ta đến chỗ một cái cây, nơi con khỉ đầu chó đang ngồi thiền. Thì bỗng nhiên một đống bọ bu lấy cảnh cây trước mặt, trông giống như là thông điệp của vũ trụ. Khỉ đầu chó bắt đầu bỏ con này vào, gặp con kia vô, thổi cát vào như một nghệ sĩ. Thế là rõ ràng ra hình hài của một con gấu koala. Khỉ đầu chó nhìn thì reo lên vui mừng, Simba. Đúng là một thông điệp từ vũ trụ thật. Thông điệp rằng con khỉ đầu chó này nên đi mua kính. Một ngày mới lại đến. Tôi thì cũng không biết là có time skip hay không, nhưng Simba thì đã học được cách đi bằng 4 chân chứ không phải đi bằng người khác. Cậu bé đi vào dục ông bố thức dậy, bắt đầu hành trình học làm vua. Đầu tiên là ý thức về lãnh thổ. Con trai, cái gì ánh sáng chạm tới là vương quốc của chúng ta. Và chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Bài học thứ hai là phải tôn trọng đồ ăn của mình. Con trai, mình là chế độ thực dân, lấy người dân làm đồ ăn, nhưng không được coi đất nước của mình là buffet. Phải giữ được vòng tròn cân bằng của tự nhiên. Giữa bài học thì Zazu đến báo có linh cẩu xâm lấn. Mufasa liền đuổi Simba về nhà. Cậu bé lững thững đi về, giờ bị thu hút bởi một con bọ cánh cứng, vô tình lạc vào cái hang của ông chú Scar. Ban đầu thì con sư tử nghiện này cũng lười trông trẻ, nhưng mà thấy thằng cháu dám chĩa đít vào mặt mình nên nổi máu, xui thằng cháu đi ăn cứt gà sát. Ngợi lên sự tò mò về nơi mà mặt trời không chiếu đến, khổ nỗi con gì có bờm trên đầu thì cũng đều máu chiến, nên là Simba lập tức rủ Nala đi thám hiểm. Zazu vội bám đít kẻo hai đứa trẻ lại đi chờ đoàn tàu. Nhân tiện nói về Nala, đây là em cùng cha khác mẹ của Simba, nhưng mà chú định là hoàng hậu tương lai. Từ đó suy ra vương quốc này nằm ở Alabama. Quay lại với cuộc chơi, Simba và Nala tìm cách cắt đôi con chim để tiện đi thám hiểm bằng cách ngồi hát. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại phải hát. Và đây là recap nên ai muốn nghe hát thì vui lòng bật phim lên. Nala và Simba luồn lách vào những bầy thú khác, vừa để khoe công nghệ thực tế ảo đỉnh cao của phim, vừa để đánh lạc hướng Zazu, tiện đường cho cả hai đến với vùng đất tối, một nơi nhìn là biết map cao cấp. Room đánh nhau, nhìn là cảm giác plot của phim đang đến. Đúng như thế, vì đây là vùng đất của giặc cỏ linh cẩu, con linh cẩu đầu đàn mà tôi sẽ gọi là linh tơ vét. Thèm chảy dãi vì sắp được thịt một con sư tử con, Zazu đúng lúc này xuất hiện, cố gắng thương thảo. Nhưng mà yêu cầu gì ở một con chim? Chẳng qua kéo dài chút thời gian để hai con sư tử con chạy trốn. Trong cơn nguy kịch ấy, Mufasa xuất hiện. Đến lúc xem Tom và Jerry rồi bọn chó này. Mufasa một mình áp cả đàn linh cẩu, dọa cho linh to vét sợ rụng cả tóc. Sau đó hiên ngang dẫn hai đứa con quay về. Mufasa sau đó nói chuyện lại với Simba trong ánh chiều tà. Sư tử lớn ngồi nhìn như con cừu dựng lên, dạy cho đứa con bài học về dũng cảm và trách nhiệm, với những vị vua chết đi và hóa thành những vì sao trên trời. Trong lúc đó ở lãnh thổ linh cẩu, Scar bỗng nhiên viếng thăm và trách cứ bầy linh cẩu sao không xử nổi hai con sư tử con. Hóa ra Scar đã bắt đầu có kế hoạch chiếm lấy ngôi vua, và hắn đến để thuyết phục linh tơ vét và bầy đàn bằng cách hát. Đúng là ca sĩ là vua của mọi nghề, một thằng biết hát là cả họ hàng cũng đề bưu theo. Sáng ngày hôm sau, Scar dẫn Simba đi nhận truyền thừa võ công sư tử hống tại một thung lũng nhỏ. Tất nhiên đây là một cái bẫy, và bọn linh cẩu đã mai phục sẵn. Kế hoạch của chúng là lùa bầy trâu nước tràn về phía thung lũng, và con là sư tử thì cũng phải sợ hãi bầy trâu như lũ xả. Simba cũng bị dồn như chó, trèo tạm lên một cái cây khô. Rất may là Zazu phát hiện ra cậu bé, còn Scar thì chạy đi gọi Mufasa. Ông ngay lập tức lao xuống cứu con trai, cắp cậu bé để lên một mỏm đá, rồi dũng mãnh nhảy lên bám người vào vách thung lũng. Mạnh mẽ mà mỗi tội trông như mèo. Cơ mà ở phía trên Scar đã đợi sẵn, hắn bất chấp lời cầu xin giúp đỡ của anh trai mà đẩy Mufasa xuống. Đức vua đã chết vì chân trâu đường đen. Trong lúc tang gia bối rối, Scar đi ra đổ hết lỗi lầm lên đầu Simba, dọa thằng bé phải chạy trốn khỏi thực tại này. Đã thế còn làm đủ bài của hoàng hậu với Bạch Tuyết.
Xua chó đi đuổi giết Simba, khiến cậu nhóc rơi xuống vực, làm lũ linh cẩu mặc định cậu đã chết. Nhưng kiểu gì Simba cũng sống, vì nó là nhân vật chính. Và chú sư tử bắt đầu sống cuộc sống lang bạt của mình, trong khi Scar quay lại bầy sư tử, bước lên ngôi vua. Và thời đại của bọn chó hùa đã đến, dưới sự chứng kiến của con khỉ đầu chó giống già làng. Quay lại với hành trình của Simba, cậu bé đã gục ngã dưới ánh mặt trời. Nhưng quan trọng là cậu đã tìm thấy sức mạnh của nội tại dưới hình hài của một con lợn Pumba và con trồn Timon. Cả hai cứu sống Simba, giúp cậu bé rũ bỏ trách nhiệm làm vua và nỗi buồn về sự ra đi của cha. Bắt đầu một cuộc sống vô tư lự với châm ngôn Hakuna Matata, học cách làm bạn với đồ ăn của mình và chỉ đi tìm kiếm sâu bọ để ăn. Kiểu trong thế giới mà con vật nào cũng biết nói tiếng người và cần được tôn trọng, thì cũng chỉ còn lũ sâu bọ bị coi là vô tri vô giác. Vì mãi tận năm 1998 Disney mới cấp quyền công dân cho chúng. Thế là sau bao lâu rong chơi cùng Pumba và Timon ăn sâu bọ để sống, Simba may mắn lớn lên và vẫn phát triển đầy đủ về cả trí tuệ và thể chất, và chuẩn bị cho bản thân một giọng ca chui rèn qua từng năm tháng. Trong khi đó, vương quốc năm xưa đã trở nên cằn cỗi bởi vì Scar đã thi hành chính sách thà ăn nhầm còn hơn bỏ đói. Nala bấy giờ cũng đã lớn, cùng với bầy sư tử cái hết sức bất mãn với chế độ mới. Đã thế Scar còn đòi chơi cả mẹ Simba, nhưng bị từ chối phũ phàng. Tối hôm đó, Nala quyết tâm tìm con đường cứu nước dưới sự giúp đỡ của Zazu mà thoát khỏi được Scar và đám linh cẩu. Trong lúc đó, Simba thì vẫn ung dung tự tại. Chỉ có khi đêm về nhìn lên bầu trời, cậu mới nhớ về người cha cùng trách nhiệm làm vua. Và có lẽ định mệnh gửi một nhúm lông của cậu theo làn gió, theo rất nhiều cách, về tới tay của khỉ đầu chó, thông báo rằng Simba vẫn còn sống. Và con khỉ đầu chó này quan trọng cho đoạn sau phết. Rõ ràng là phim đã đến đoạn chuyển dạ sắp sinh ra một câu chuyện mới, nhất là khi Nala đã tìm thấy Simba. Thế là một cô công chúa bỏ nhà cố gắng thuyết phục một thằng xứng đáng làm vua, nhưng lại không muốn quay lại lãnh thổ của mình. À, hóa ra kịch bản Aquaman lấy cảm hứng từ đây à? Nala không thuyết phục được thì liền bỏ về, để lại Simba mải mê suy nghĩ rồi đi vào khu rừng tối. Và cậu gặp gỡ lại khỉ đầu chó, chắc chắn là một đá thủ dân gian. Nhìn cái kiểu dùng mấy cái bột bột cùng chó xếp hình này mà xem, con khỉ đầu chó làm gì đó với Simba, khiến cậu nghe được tiếng nói của cha vọng xuống từ bầu trời. Và bùm, Simba chơi đồ xong thức tỉnh trách nhiệm làm vua. Gỡ được khúc mắc trong lòng về cái chết của cha, Simba lập tức khởi hành quay về quê hương. Ngày xưa lủi thủi ra đi trên răng dưới dái, giờ hiên ngang ra về dưới dái trên răng. Chắc là thi xem thằng nào hát hay hơn thì thằng đấy làm vua. Thế là Simba cùng Nala quay trở lại. Nhưng quê hương giờ chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn. Zazu lúc này phát hiện được cậu nhóc đã trở về, cộng thêm Pumba và Timon thì đội quân của Simba đã hội tụ đầy đủ. Kế hoạch lật đổ chính quyền bắt đầu. Bước đầu là để Pumba đánh lạc hướng lũ linh cẩu, để Simba đi thẳng vào chỗ bầy sư tử, xuất hiện trên sân khấu đầy sấm và chớp. Nhưng Scar vẫn là một kẻ chiếm lấy ngai vàng bằng não và mồm. Hắn lập tức khai thác điểm yếu của Simba là cậu vẫn tự trách mình về sự ra đi của cha, dồn cậu vào thế treo leo vách vực như MU Fasa năm xưa. Thêm phần kịch tính, một tia sét đánh thẳng xuống cái cây bên dưới, khiến ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Trong lúc Simba nguy kịch, Scar tự mãn thì thầm vào tai thằng cháu sự thật năm xưa: chính hắn đã đẩy MU Fasa xuống vực. Cơn giận làm động lực khiến Simba vùng lên, bắt đầu đòi lại công lý như một thằng trẻ con. Nhưng mà bọn sư tử cái tai thì thính, lỡ nghe được hết, Scar lập tức chuyển qua bạo lực. Thế là Simba thể hiện sức mạnh của một vị vua châu Phi với phong cách của người Mỹ: một thằng solo một đám. Nhưng chiến tranh quan trọng là tướng địch, Simba lập tức đi tìm ông chú để nói chuyện. Cả hai bắt đầu thi xem thằng nào trèo giỏi hơn, chứ không phải là thằng nào hát hay hơn như tôi dự đoán. Bị dồn đến đường cùng, Scar giở trò lươn lẹo, nhận mình đã lừa bọn linh cẩu và cầu xin Simba tha thứ, nhưng chỉ là đánh lạc hướng cho một trò vặt ngang. Mỗi tội là già quá không chơi được thằng cháu và rơi thẳng xuống dưới vực. Nhưng mà đếch chết, cơ mà cái giá phải trả cho kẻ lươn lẹo là bị chính tay sai của mình xử tử. Cuộc chiến chính thức kết thúc, Simba đăng ngôi đế vương, lấy hiệu là Ba Dọi Béo, đổi tên nước là Sadek, mở rộng kinh thương, lấy thần dân làm khô bò, khô heo. Và một ngày đẹp trời sau đó, thái tử Sadek ra đời, trông sáng sủa hơn ông bô của nó. Dự đoán khuấy đảo giới underground, vực dậy nền stream Việt Nam. Và những gì xảy ra sau đó là một mớ những phim vắt sữa, nên hãy dừng lại tại đây. Tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.